Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn về cách cài đặt phần mềm kế toán MISA SME 2017. Để cài đặt được phần mềm kế toán, chúng ta phải thỏa mãn các yêu cầu. Thứ nhất là máy tính, phải là máy tính laptop hoặc máy tính bàn hoặc máy tính MacBook có cài Win. Điều kiện thứ hai là dung lượng của máy tính phải có dung lượng từ 1GB trở lên. Trước khi cài đặt phần mềm kế toán MISA thì các bạn cần phải kiểm tra phần mềm hỗ trợ về đọc phần mềm MISA, tức là phần mềm Grammarbook. Đối với Win 8 thì các bạn sẽ vào Control Panel. Các bạn click vào Uninstall a Program. Chúng ta chọn thương Windows Feature On or Off. Khi chúng ta cài đặt Win thì đã có sẵn nhét Grammarbook rồi, chúng ta chỉ cần vào và bật nó lên. Các bạn sẽ nhấn vào dấu cộng. Chúng ta sẽ bật hết những gì liên quan đến Grammarbook lên. Sau đó chúng ta nhấn OK. Phần mềm sẽ tự động setting cho chúng ta. Cài đặt hoàn thành, các bạn nhấn vào Close và đóng lại. Kiểm tra máy thì chúng ta có thể vào Disk PC, chọn Property. Thứ nhất là đây là máy laptop sử dụng Win 10. Thứ hai là các bạn mở vào ổ C vẫn còn dung lượng, ổ D, ổ E chúng ta vẫn còn dung lượng. Ổ D, ổ E giúp cho các bạn là khi mà chúng ta sử dụng phần mềm MISA đóng dữ liệu lại có dữ liệu backup thì MISA sẽ tự động backup vào ổ D hoặc ổ E. Như vậy nếu như ổ D hoặc ổ E của các bạn đầy thì khi dữ liệu đóng vào thì dữ liệu backup nó sẽ không vào được ổ D ổ E. Do đó tất cả các ổ này chúng ta cần phải có dung lượng trống. Các bạn sẽ vào trang web làmketoan.vn, vào thư viện chọn phần mềm kế toán. Chúng ta tìm đến phần mềm kế toán MISA SME 2017, các bạn click vào. Các bạn click vào tải về phiên bản cao nhất là phiên bản R43. Chúng ta chờ để trình duyệt web download phần mềm để cài về. Khi nào download thành công thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành cài đặt. Sau khi tải xong thì phần mềm ở đây sẽ lưu ở ngoài desktop. Chúng ta sẽ copy vào ổ D hoặc ổ E để chúng ta cài đặt, tránh trường hợp bị lỗi. Ở đây tôi sẽ copy vào ổ E. Khi tải xong thì chúng ta tiến hành cài đặt. Các bạn click úp chuột vào phần mềm, các bạn nhấn vào Yes. Các bạn sẽ đợi phần mềm sẽ đang cài đặt cho các bạn. Khi phần mềm MISA ra giao diện cài đặt MISA SME 2017 thì các bạn sẽ nhấn tiếp tục. Các bạn nhấn vào đồng ý, nhấn tiếp tục. Tiếp tục. Máy chủ và máy chạm. Ở đây MISA có thể dùng để làm cho các máy trong cùng một hệ thống mạng LAN. Do đó chúng ta chỉ cần quy định một máy chủ và các máy chạm trong vào thì các bạn sẽ nên chọn máy chủ và máy chạm để sau này chúng ta sẽ sử dụng được nhiều máy chạm hơn. Các bạn nhấn tiếp tục và nhấn cài đặt. Chúng ta đợi phần mềm cài đặt trong ít phút. Phần mềm cảnh báo tự động đóng chương trình, chúng ta nhấn đồng ý. Thông tin cài đặt các bạn nhấn OK. Phần mềm đang sao chép tệp và cập nhật lại các quá trình cài đặt một lần nữa để đảm bảo phần mềm chạy đúng đủ chính xác. Chúng ta sẽ đợi trong một ít phút nữa. Cài đặt thành công, chúng ta sẽ chạy thử MISA và nhấn vào chữ hoàn thành, không cần khởi động lại máy tính. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cài đặt xong phần mềm kế toán MISA và chúng ta bắt đầu sử dụng. Khi hướng dẫn khai thác tài liệu sử dụng phần mềm MISA hiển thị, chúng ta có lúc nào không hiển thị lại giao diện này, nhấn tiếp theo, nhấn đóng. Đây là giao diện của phần mềm kế toán MISA SME. Để cập nhật các phiên bản mới nhất của MISA thì các bạn sẽ vào trợ giúp và tự động cập nhật, nhấn Yes. Phần mềm tự kiểm tra phiên bản mới nhất và các bạn chỉ cần nhấn đồng ý là phần mềm tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất cho các bạn. Phần mềm hỏi để tiếp tục quá trình cập nhật thì đóng các cửa sổ lại, các bạn sẽ nhấn vào đồng ý.
từ đó phần mềm sẽ tự động cập nhật lên phiên bản R4K cho chúng ta. Khi cập nhật thành công thì các bạn sẽ mở ra để sử dụng. Sau khi cập nhật lên phiên bản mới nhất thì chúng ta sẽ mở phần mềm Visual XML/2017.net ra để sử dụng. Chúng ta nhấn vào Yes. Như vậy phần mềm đã cập nhật lên phiên bản mới nhất tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2018 là bản R43. Như vậy, Kế Toán Việt Hưng vừa chia sẻ cho các bạn về cách cài đặt phần mềm Kế Toán Visa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Kế Toán Việt Hưng. Chúc các bạn thành công!